Nguyễn Thế Anh sinh năm 1997 tại Hà Nội. So với các bạn cùng trang lứa, thì Thế Anh là người tiếp cận với gốc khá muộn. Năm 2016, khi 19 tuổi, Thế Anh đang là sinh viên đại học và có nhiều sự lựa chọn con đường nghề nghiệp trong tương lai. Gia đình của Thế Anh cũng đã định hướng cho anh là sẽ vào một cơ quan nhà nước làm việc. Thế nhưng bản thân Thế Anh cũng không ngờ rằng chỉ một lần tình cờ tới sân tập gốc đảo Sen chơi đã phá tan mọi kế hoạch đã được sắp đặt trước đó của mình. Gia đình định hướng cho là gì? Có thể là khi học hết đại học mình có thể vào làm nhà nước. Nhưng một sự tình cờ thôi. Đó là khi em ra sân tập, em thấy có một người anh cũng hướng dẫn em là cầm gậy đánh thử. Và em thấy cũng rất là thú vị. Và tại sao một người cầm một cái gậy quả bóng rất là nhỏ thôi, nhưng đánh được một quãng đường rất là xa. Cho nên là em cũng cảm thấy bắt đầu tìm tòi thử đánh. Và lúc đấy gốc bắt đầu thúc đẩy cái niềm đam mê của em. Ở thế hệ của Thế Anh, mọi điều kiện học và chơi gốc đều thuận lợi hơn rất nhiều so với các thế hệ trước đó. Thế Anh cũng rất may mắn khi đã tìm được đam mê cho cuộc đời mình và gặp được một người thầy dạy gốc có tâm và có tầm. Thầy của anh là một PGA Hồng Kông, ông tên là Terry Wong. Ông đã đến Việt Nam làm việc được hơn chục năm. Huấn luyện viên Terry Wong cũng là thầy dạy gốc của golfer Nguyễn Hữu Quyết, một trong những gương mặt khá quen thuộc trên các sân chơi gốc chuyên nghiệp ở Việt Nam. Sau Nguyễn Hữu Quyết, huấn luyện viên Terry Wong quyết định chọn Thế Anh là đệ tử tiếp theo của mình. Tuy nhiên tới năm 2017, Thế Anh lúc đó mới thực sự muốn toàn tâm toàn ý học tập và đào tạo gốc một cách chuyên nghiệp. Để sự nghiệp của em có được như ngày hôm nay, có được kết quả như ngày hôm nay, thì em phải cảm ơn thầy Terry rất là nhiều. Đó là người thầy đầu tiên. Và cũng em coi người thầy như là một người cha thứ hai. Khi mà thầy mong muốn tìm thêm một người để kế cận, để tiếp tục huấn luyện, thì thầy có nói chuyện với em là muốn tìm và muốn nhận em là đệ tử. Nhưng mà lúc đấy bởi vì em có một những định hướng khác nhau, có thể là em làm cái này khác. Cho nên là em cũng chưa có ý định là tập trung vào sự nghiệp đánh golf. Cho nên là thầy bảo là tôi vẫn đợi được anh. Bao giờ mà anh thích, anh đam mê nó, anh chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ nhận anh là đệ tử. Và cái năm bước ngoặt của sự nghiệp của em là năm 2017. Em bắt đầu em đam mê bộ môn này và em đã lên nói chuyện với thầy. Và bây giờ thực sự thích, thầy nhận làm đệ tử. Thì lúc đấy thầy đã bảo là ok, tôi nhận anh là đệ tử và tôi sẽ đào tạo anh đi theo một con đường. Con đường là con đường chuyên nghiệp. Thì bắt đầu hai thầy trò cứ miệt mài từ lúc ấy đến bây giờ. Và thầy cũng như một người cha truyền cho em hết tất cả về kỹ thuật, kỹ năng, kể cả nói về vấn đề kinh tế, thầy cũng hỗ trợ em rất là nhiều. Và thầy truyền cho em cả một cái niềm đam mê về bộ môn này nữa. Cậu ấy tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp. Do đó, ở thời điểm ban đầu, tôi đã dạy cậu ta cách bảo dưỡng, cách chăm sóc cỏ để có thể trở thành một giám đốc bảo dưỡng sân. Nhưng không may là cậu ấy lại không thích làm điều đó, không thích trở thành một người nông dân. Cậu ấy muốn được chơi golf, muốn được thi đấu. Do đó, tôi đã phải thay đổi mục tiêu cho cậu ấy, huấn luyện cậu ấy để có thể trở thành một golfer thi đấu chuyên nghiệp, trở thành một huấn luyện viên golf. Cậu ấy nói đó chính là đam mê của mình, là một golfer chứ không phải một giám đốc golf. Đó là lựa chọn của cậu ấy và tôi đã quyết định giúp cậu ấy. Thành tích đầu tiên mà Thế Anh đạt được là khi tham dự giải FLC Việt Nam Master năm 2020. Đó là giải golf chuyên nghiệp đầu tiên anh tham gia với tư cách nhập dư. Và cũng đã vượt qua cắt loại, anh xếp vị trí thứ 36. Mặc dù vị trí không cao, thế nhưng điều này đã tạo cho anh nhiều động lực hơn nữa trong các giải gốc khác. Sau đó, Nguyễn Thế Anh tiếp tục tham gia đấu loại để tuyển chọn các thành viên cho đội tuyển SEA Games 31. Dù không trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia thi đấu chính thức, nhưng điều này đã tạo cho Thế Anh trau dồi thêm các kỹ năng khi thi đấu ở một sân đấu được set up khá khó như SEA Games. Người ta thường nói rằng, với golf thì không thể nói trước được điều gì. Ngày hôm nay đánh tốt, nhưng ngày mai chưa chắc đã tốt. Và với Thế Anh cũng vậy. Cú sốc đầu tiên anh gặp phải chính là không vượt qua được cắt loại của Lecture Challenge năm 2022. Điều này khiến cho anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Golf là một môn thể thao rất là thú vị. Nó mang lại cho người ta rất là nhiều cung bậc cảm xúc, có thể là đỉnh cao của sự thăng hoa hoặc là tột cùng của sự thất vọng. Ngay bản thân em thế. Vừa rồi em có tham gia hai giải, đó là giải Lexus Challenge và giải Coupe VinFast. Thì cái giải Lexus em không qua được cắt, về rất là thất vọng. Em còn nói chuyện với cả thầy Terry là gì, có thể giải Coupe VinFast em không tham gia nữa bởi vì thất vọng quá. Cái giải Tràng An là cái giải em rất là kỳ vọng, nhưng mà cuối cùng lại mang đến cho em sự thất vọng đúng tột cùng luôn. Từ những vấp ngã ở Lexus Challenge năm 2022 đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý và sự tự tin của Thế Anh. Nhưng bên cạnh Nguyễn Thế Anh còn có chỗ dựa vững chắc là thầy Terry Wong. Thầy Terry đã động viên anh tiếp tục tham gia giải vô địch Golf quốc gia 2022 Cup VinFast. Tại giải đấu này, Nguyễn Thế Anh đã lấy lại được phong độ của mình bằng những cú phát bóng rất thẳng cộng với những cú second shot tốt. Dù gặp bóng không quá xuất sắc, nhưng anh vẫn ghi được 6 điểm bớt đi trong vòng chung kết với kết quả 68-4 gậy. Anh cũng là vận động viên duy nhất đạt thành tích tốt trong vòng chung kết để vươn lên xếp vị trí thứ 6 chung cuộc. Cái giải Coupe VinFast này em không tự tin rất là nhiều, không đặt kỳ vọng cao. Nhưng mà đến khi kết quả cuối cùng là mình đạt thành tích là đứng thứ 6, nó mang lại cho em rất niềm vui rất là to lớn và sự tự tin. Kết quả âm 4 đấy ở vòng cuối cùng và tổng thành tích là đứng thứ 6, nó thực sự là em cảm giác là đấy là một điều may mắn đối với em, cũng là một sự nỗ lực của em khi mà em đã cố gắng phát nỗ lực của bản thân từng ngày để cố gắng có được cái thành tích như vậy. Cũng đấy cũng là một sự rất là may mắn là gì, là khi có những người thầy, có người thầy đi theo và hỗ trợ em rất là nhiều. You look at his size. He's 90 kilograms. Hãy nhìn vào kích cỡ của cậu ta, 90 cân. Do đó, đối với tôi, tài năng của cậu ấy chính là năng lượng, chính là sức mạnh. Tôi huấn luyện cậu ấy để có thể trở thành một trong những người đánh xa nhất đất nước này. Đương nhiên là lúc đầu cậu ấy không thể đánh xa như bây giờ, nhưng nhờ vào những bài luyện tập căn bản, cậu ấy đã học được cách cầm gậy cho đúng, cách đánh bóng thẳng. Sau đó chúng tôi đã bắt đầu các bài tập huấn luyện thể chất, và bây giờ cậu ta đã trở thành một trong những người đánh bóng xa nhất trong nước. Điều đó đã cho cậu ấy một lợi thế lớn khi tham gia các giải đấu, đó chính là kỹ năng của cậu ấy. Tuy nhiên, để cân bằng lại, tôi cũng phải tập trung nâng cao các mảng khác như short game, các cú putt, chip và đánh ở bunker. Chúng đều vô cùng quan trọng. Bạn phải biết cách giành được điểm par để muốn tham gia các giải đấu lớn. Thất vọng tới tột cùng và lại thăng hoa trở lại. Những gì diễn ra trong hai giải đấu chuyên nghiệp vừa qua đã đem lại những cảm xúc thú vị cho Nguyễn Thế Anh. Đó cũng là bài học cho anh trong các sân chơi trong tương lai. Ngoài là một thành viên của tuyển chuyên nghiệp miền Bắc, thì Nguyễn Thế Anh còn là một thành viên của câu lạc bộ Gốc Châu Vàng. Trong câu lạc bộ, Thế Anh có biệt danh là Nghé Con. Năm 2020, Nghé Con tự hào khoác áo câu lạc bộ và mang về những điểm quý báu giúp cho câu lạc bộ của mình đăng quang Á quân của giải vô địch các câu lạc bộ Gốc 12 con giáp. Cái năm 2020, cái giải vô địch 12 con giáp thì em được vinh dự, em khoác áo đội tuyển và em cũng rất là may mắn khi em thi đấu 2 trận và em thắng cả 2, mang lại 2 điểm số rất là quan trọng và góp phần vào không nhỏ vào cái việc mà câu lạc bộ xếp vị trí Á quân. Em thấy rất là tự hào khi mà mình được thi đấu cho cái câu lạc bộ tuổi của mình và mình đã khẳng định được tên tuổi của mình trong câu lạc bộ, cũng như là các anh chị cũng rất là tự hào về mình. Thế Anh hiện tại mới bắt đầu công việc mới, đó là trở thành một huấn luyện viên golf. Quyết định này của Thế Anh nhận được sự ủng hộ rất nhiều của gia đình, bạn bè và thầy giáo của mình. Trở thành huấn luyện viên golf, Thế Anh muốn truyền đam mê của mình với những người mới chơi golf. Và đây cũng là môi trường để chính bản thân anh tập luyện. Trở thành một huấn luyện viên dạy golf, em muốn là có một cái môi trường. Cái thứ nhất là một môi trường để mình có thể tập luyện. Cái thứ hai, mình có thể truyền những cái đam mê, những cái động lực dành cho người mới chơi để yêu thích cái bộ môn này hơn, để bộ môn này có thể phát triển hơn nữa. Khó khăn thì có một chút khó khăn, đó là người ta sợ là mình ít kinh nghiệm quá, bởi vì mình trẻ quá, mình ít kinh nghiệm. Nhưng khi mà mình bắt đầu mình chuyển giảng dạy, bắt đầu
nói về những kiến thức, về những kinh nghiệm cho người ta, thì để cho người ta tin, người ta tiếp tục, người ta tập luyện với mình. Đấy là thành công của em. Thế anh cũng là một người thầy của tôi, thì là cũng dạy tôi rất nhiều trong những cái cách tiếp cận gốp như nào và chơi một trận gốp chuyên nghiệp, mang tính chất chuyên nghiệp, và trong một cái trận đấu gốp như nào. Đấy là tôi học được rất nhiều. Đấy, và Thế Anh cũng là truyền được những cái cảm hứng, những cái đam mê và những cái tình yêu gốp cho chính bản thân tôi. Lớp gốp và trẻ như Nguyễn Thế Anh chính là thế hệ kế cận gần nhất của gốp Việt Nam. Thế Anh cùng với những gốp và trẻ khác như Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Lê Khánh Hưng đã và đang là những kỳ vọng lớn của gốc nước nhà. Dù lớp thế hệ kế cận này vẫn còn khá ít ỏi, tuy nhiên bản thân những người trẻ như Thế Anh cũng đã hiểu được vai trò của mình để mà cố gắng tiếp nối công việc của lớp đàn anh hay những bậc cha chú trong việc phát triển gốc của nước nhà. Nói về cái lớp kế cận của lớp đàn anh đi trước là thế hệ của bọn em, hay là thế hệ của Minh, của Chí, của Hưng, thì bọn em bây giờ em đang rất tự hào về em hơn tuổi mấy em đấy. Và em rất tự hào về các em đang tỏa sáng rất là sáng ở trên cái môi trường, ở trên cái sân chơi gốp này. Các em đang tạo động lực, đang kế cận lớp đàn anh rất là tốt. Nói như vừa rồi, anh Minh vừa vô địch cái giải ở bên Thái Lan, mình rất là tự hào. Kể cả như là đánh SEA Games, anh Minh cũng tỏa sáng rất là rực rỡ. Kể cả bản thân em hay là bản thân tất cả mọi người thôi đều cảm thấy rất là tự hào về cái lớp kế cận này. Là đã có những cái người kế cận rất là xứng đáng cho anh, có thể là chú Châu hay là anh Quyết, anh Bằng, anh Cường đã có lớp kế cận rất là xứng đáng. Bản thân em cần phải nỗ lực thêm rất là nhiều để có thể là được như các anh. Em phải từ các anh em có thêm động lực, có thêm niềm tin để có thể trau dồi thêm bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm. Mục tiêu trong tương lai của Thế Anh là sẽ được nâng chiếc cúp vô địch ở một giải đấu chuyên nghiệp danh giá. Dù không biết được điều đó là bao lâu, thế nhưng mong rằng Nguyễn Thế Anh sẽ mạnh dạn và vươn xa hơn trên con đường chinh phục gốp đỉnh cao và ghi dấu ấn của mình trong cộng đồng gốp ở Việt Nam.